không có tiền. Trời mà chị Hằng ơi, em nhớ nhà quá. Vậy hả? Chỉ cần cuộc chăm chỉ hoặc ngoan ngoãn học hành, chị sẽ thường xuyên xin phép học hoàn cho em về chơi quê nhà, có được không? Quá được. Thế hình như là chương trình văn nghệ của mình em thấy bảo có cả một ca khúc là gia đình nhỏ hạnh phúc to phải không chị Hằng? Rồi, rất chính xác. Vậy sau đây chị Hằng mời toàn thể các bác cùng buổi lắng nghe ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to do bạn Hà Linh biểu diễn nhé. Thank you.
em đi chơi, em giúp em đi khắp phòng tìm. Em đi xuyên với đẹp trên tay, em múa ca trong tay trên dài. Đèn con xa cây đèn cát tre, đèn kim ngà nơi đèn tóc đơn. Em giúp anh nhìn đến phương trăng, đèn xanh ngồi với đèn tim tim. Đèn xanh nắng với đèn trăng trăng, cho những anh đèn rực rỡ lung linh. Thank you.
ta.